chuyển tải. Đường Thái Tông quá công, biên ra một bộ Quần Thư Trị Yếu. Nhà Đường trở về trước hơn 2.500 năm. Thánh hiền quân tử, trị quốc bình thiên hạ, trí tuệ, lý niệm, phương pháp. Kinh nghiệm tinh hoa, kết tập biên tập thành một quyển sách. Quyển sách này trong thời kỳ mạt Pháp là quyển sách cứu mạng. Trong đây nội dung là gì? Nội dung là phương pháp và lý niệm tu thân tỳ gia trị quốc bình thiên hạ. Không những là lãnh đạo các cấp của quốc gia phải đọc, hiện tại nhân dân cũng phải đọc. Vì sao vậy? Vì quốc gia hiện tại, người lãnh đạo các cấp là nhân dân tuyển chọn ra. Quý vị không đọc sách này, quý vị sẽ không biết cách chọn người như thế nào. Quý vị đọc sách này rồi, quý vị sẽ biết cách bỏ phiếu. Quý vị sẽ không chọn sai người. Cho nên sách này là sách mà toàn dân phải đọc, toàn thế giới đều phải đọc. Nhưng những thứ này là Trung Quốc cổ điển, dùng văn ngôn để viết, nhất định phải học văn ngôn. Văn ngôn không khó. Vì sao không chịu học? Trong tay tôi có 10 mấy quyển bài làm văn mẫu của học sinh tiểu học thời Dân Quốc sơ niên. Vào thời đó, học sinh tiểu học, cao đẳng tiểu học, tức là học sinh lớp 5, lớp 6 hiện nay, những bạn nhỏ 11, 12 tuổi viết. Hiện tại sinh viên đại học khoa Trung văn chẳng những không viết được mà đọc còn không hiểu. Quý vị liền biết trình độ quốc gia ngày nay thật sự là ngày kém xa ngàn trượng rồi. Đây không phải là hình dung từ mà là sự thật. Vì sao lại kém xa đến như vậy? Họ không học nữa mà. Cho nên giáo dục thánh hiền chẩn cứu nguy cơ. Câu nói này là trưởng lão Maha Thơ đề ra. Chúng tôi nói với ông ấy, đã từng làm 2 lần phỏng vấn rồi. Tổng đề là hòa hiệp chẩn cứu nguy cơ. Ông ấy nói không bằng dùng giáo dục thánh hiền. Hay, tôi rất tán thành. Giáo dục thánh hiền chẩn cứu nguy cơ Nhưng giáo dục thánh hiền nếu như không có tâm chân thành cung kính thì làm không được, nhất định làm không được. Quý vị có thể làm được mấy phần, phải xem quý vị có được mấy phần tâm cung kính. Xã hội ngày nay then chốt chính là điều này vậy. Điển tịch của cổ thánh thiên hiền vẫn còn. Hai năm nay vẫn còn khá. Tứ Khố Toàn Thư ấn hành lần thứ hai rồi. Tứ Khố Hội Yếu năm nay cũng tái bản lần thứ hai rồi. Không dễ dàng gì, vô cùng hiếm có. Những thư cổ thánh tiên hiền lưu lại cho chúng ta được bảo tồn hoàn chỉnh trong hai bộ sách này. Cách đọc như thế nào? Khó rồi. Rất nhiều sách như vậy bày ra trước mắt, phải bắt đầu học từ đâu? Đây là vấn đề lớn. Nếu như không thể đọc vậy, không phải là một đống giấy bỏ năm đó sao? Khởi tác dụng gì được? Đây là chí bảo của nhân gian, có thể cứu bản thân, có thể cứu gia đình, có thể cứu xã hội, có thể cứu quốc gia, có thể cứu thế giới. Lời này không phải là chúng tôi nói. Thế kỷ trước vào thập niên 70, tiến sĩ Tha Ngân Tỷ người Anh nói, người Trung Quốc không biết, người nước ngoài biết.